Về quê hả? Về quê đâu? Nè nè đó nghe nè, không mình giúp thiệt mà, anh Minh giúp. Anh giúp về quê, anh giúp cho về quê. Làm cái gì vậy? Bây giờ có muốn giúp về quê không? Anh giúp tiền cho về quê nè. À. Phải là quý vị Lan Thiện muốn giúp cho về quê mà cứ bỏ đi vậy đó. Bây giờ em không đứng lại là anh kêu công an đó. Bây giờ em về quê thì anh giúp cho. Có về quê không? Thì anh giúp thì anh phải mới lấy tiền mà anh Thông Quân giúp em được chứ. Không. Có về quê không? Cho về quê. Nè đứng lại nè. Bây giờ có về quê không? Trời ơi. Có về quê không? Bây giờ có về quê không thì tôi giúp cho. Xin cái gì lừa đảo hả? À, đây là nó bỏ cái bảng này luôn nè quý vị. À, thấy không? Chỉ cần mà tiếp cận một xíu thôi là ra chuyện liền ha quý vị ha. Đây nè, xin cô bác anh chị chút tiền về quê ngồi ngay ngã tư để mà xin. À, khi mà lên hiện thì cái chuyện này giúp là rất là dễ, rất là đơn giản. Chỉ cần tiếp cận thôi là nếu mà về quê thì sẽ cho tiền, tìm hỏi hoàn cảnh thì cho tiền là trong tích tắc là về quê liền, thậm chí còn có xin một số tiền để mà làm hành trang lộ phí nữa. Đúng không quý vị? Rất là rõ ràng những cái mưu mô của những thanh niên lười biếng nè, Lan Thiện sẽ tiếp cận đối tượng luôn. Có về quê không? Bây giờ tụi nó bao giờ em hết rồi, em không chạy đâu được đâu. Nhưng mà anh giúp em về quê. Bây giờ tất cả anh em của anh là bao giờ em hết rồi, em không chạy đâu được đâu. Tụi bay ra đi. Ra đi mấy anh em ơi. Bây giờ em về đâu, anh cho em về. Rồi quý vị ha, rõ ràng là một cái sự bất thường của một thanh niên sức dày da rộng, không lo làm ăn mà ngồi ngay ngã tư xe cộ đông đúc với cái bảng ghi là về quê nha quý vị. Bây giờ là đang trốn chạy một cách rất là kỳ khôi. Đây, những cái hành vi này thì không thể nào chấp nhận được nha quý vị. Chỉ cần tiếp cận thôi là sẽ ra được vấn đề ngay tức khắc, chứ có gì đâu mà khó, đúng không quý vị? À, đối tượng thanh niên nè. À quý vị ha, thật ra thì đối với Lan Thiện cũng như những anh em khác thì đi giúp hoàn cảnh thì rất là dễ. Ví dụ như bây giờ bạn ghi chữ là cần tiền về quê thì Lan Thiện cũng có quỹ từ thiện của các cô chú bác hành quân, nếu mà bạn thật sự xa cơ lỡ vận thì Lan Thiện giúp thôi. Cái chuyện mà có cái tiền vé để mua vé xe về quê thì rất là dễ, và sau đó là nếu mà đúng hoàn cảnh thì sẽ giúp thêm một số tiền để mà làm lộ phí. Giờ Lan Thiện sẽ nhờ một người chặn bạn đó lại. Bây giờ chạy vòng vòng hả, công an đang ra. Bây giờ là biết rồi, nhưng mà anh giúp đỡ cho em để về quê. Em có về không? Anh sẽ đưa tiền cho em về quê đúng không chị? Bây giờ là muốn xin tiền về quê thì mình tiếp cận mình giúp mà không chịu, đúng không? Mà cứ đi vòng vòng. Hả? Thật sự Lan Thiện cho mọi người thấy để mọi người biết được và tránh né cái đối tượng này nhé. Em chặn nó lại giùm anh.
cận được lượng khách hàng mới và quảng cáo thành công cùng YouTube Lê Thương Thiện, hãy đến với chúng tôi. Nơi đây có tất cả những điều bạn cần. Với hơn 800.000 lượt theo dõi, mỗi video thu về lượt xem trung bình lên đến hơn 50.000, thu hút người xem trong 10 giây đầu tiên. Cùng kinh nghiệm xây dựng kênh YouTube thành công, chúng tôi cam kết đây sẽ là công cụ marketing tối ưu, giúp bạn tăng nhận diện thương hiệu, mang đến những kết quả như mong muốn trong thời gian sớm nhất. Kênh YouTube Lê Thương Thiện tự tin sẽ đáp ứng được tất cả những nhu cầu khó khăn nhất của khách hàng, nhắm vào đúng đối tượng, sản xuất những nội dung phù hợp, dễ dàng tiếp cận với người xem. Liên hệ ngay với chúng tôi để có được dịch vụ quảng cáo với chi phí ưu đãi qua số điện thoại 0929683939 hoặc 0707071717 để được tư vấn và trợ giúp miễn phí.